đến một ngày chúng ta cùng bước chung con đường. Đến một ngày mơ ước của bạn sẽ chấp cánh lên trời cao. Vượt qua ngại ngần thể hiện mình, gọi tôi và cùng nhau đi đến niềm mơ ước trong tôi khát khao này, để mọi người được biết tôi là ai. Những đoạn đường khó khăn tôi đã cố đi qua, hãy sống cho những đam mê, vượt qua chính mình và cùng muốn vì sao giang cờ. Tìm kiếm tài năng ở Việt Nam Got Talent. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng bán kết đêm đầu tiên và 7 thí sinh sẽ ra mắt tiết mục của mình trong một không khí thật rộn ràng, một sân khấu thật tuyệt đẹp. Thưa quý vị, xin được chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật vui và ủng hộ thật nồng nhiệt cho các thí sinh cũng như ekip thực hiện Việt Nam Got Talent. Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ có lẽ những người mà quý vị đang háo hức chờ đợi. Ngoài 7 thí sinh còn có 3 nhân vật nữa, xin dành những tràng pháo tay chào đón ban giám khảo. Giám khảo Thanh Long, Huy Tuấn, Thúy Hạnh. Xin cảm ơn bạn giám khảo. Kính thưa quý vị, và đêm nay nếu chúng ta tính theo ngày âm lịch là ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời. Yeah. Thưa quý vị, Việt Nam Got Talent năm nay với sự tham gia đăng ký của gần 10.000 thí sinh, chúng tôi chọn ra 122 tiết mục từ vòng dòng loại sân khấu, 122 tiết mục ban giám khảo suy nghĩ, quan tâm, cân đo và đồng điểm để chọn ra 49 tiết mục. Và đêm nay, ở đêm đầu tiên sẽ có 7 thí sinh tham dự, tất cả rộn ràng, tất cả hồi hộp. Hai người chiến thắng sẽ đi thẳng vào vòng chung kết. Chúc 7 thí sinh tự tin và hết mình và tự tin. Ước mơ từ rất là nhỏ rồi. Theo đuổi cái giấc mơ đó. Cũng rất mong là khán giả sẽ ủng hộ. Để mọi người hiểu được là mình đang muốn thể hiện cho mọi người cái gì mới là khó. Mỗi khi được thể hiện một bài hát giống như là con gửi tới người nghe thông điệp gì đó. Thưa
quý vị, 7 thí sinh, 7 màu sắc khác nhau và 3 khán giả. Tôi thấy hôm nay cũng 3 màu không giống nhau. Xin mời giám khảo Huy Tuấn. Anh có thể đến giờ phút đầy năm thứ 2 rồi, anh tiết lộ bí mật mà anh chưa từng nói với ai bao giờ. Tại sao anh quyết định đồng ý làm ban giám khảo của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam? Nếu yêu thích, vỗ tay động viên tinh thần anh Tuấn trước đi quý vị ạ. Thứ nhất là tôi ngồi ở đây lần nào tôi cũng rất là thư giãn. Và các bạn có thể thấy là hiếm có một cuộc thi nào mà nó có cái sự đa dạng nhưng mà phong phú về cái thể loại nghệ thuật như cuộc thi này. Hơn nữa là cuộc thi này có khán giả là những cái người rất là bình dị, thí sinh cũng rất là bình dị. Bạn có thể gặp một người hàng xóm, một bác xe ôm hoặc một cô gái ở hiệu làm đầu là những người đứng trên sân khấu. Mà họ bình dị ở chỗ là họ không mường tới cái hào nhoáng của showbiz, mà cái quan trọng của họ là họ chỉ muốn tỏa sáng một lần ở trên sân khấu với cái niềm đam mê của mình mà thôi. Đó là lý do. Vâng, xin cảm ơn. Tức là họ không màng tới, cái hào quang của cái sân khấu, mà quan trọng là họ được tỏa sáng chính bản thân mình. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, còn đối với giám khảo Thúy Hạnh, từ mùa thứ nhất sang mùa thứ hai này thì hôm nay là đêm bán kết đầu tiên, Thúy Hạnh có nhận xét gì? Nếu mà mình nói so sánh thì nó hơi khập khiễng, nhưng chất lượng của thí sinh năm nay thì như thế nào? Thì anh thấy rằng năm nay chất lượng của thí sinh khá đồng đều và khá tốt. Các bạn thể hiện, có lẽ là các bạn đã có một cái kinh nghiệm của mùa trước, nhìn thấy các bạn mùa trước đã trình diễn, đã thi rồi, nên là mùa này các bạn đã chuẩn bị kỹ hơn rất là nhiều. Hy vọng rằng là vào để bán kết thì các bạn sẽ tiếp tục phát huy những cái mà các bạn đã đạt được trong vòng loại sân khấu để làm tốt hơn và để giúp cho khán giả có những tiết mục thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn. Và Thúy Hạnh nhận lời làm ban giám khảo có phải là vì ngồi bên cạnh Huy Tuấn đẹp trai không ạ? Xin cảm ơn. Chúng tôi xin mời giám khảo Thành Lộc. Nếu Việt Nam Got Talent tiếp tục tổ chức 10 năm liên tục, bạn có đồng ý làm giám khảo không? Wow. Nếu như quý vị khán giả còn thích tôi làm ban giám khảo thì tôi sẽ tiếp tục làm. Quý vị khán giả không thích thì tôi nghỉ. Nhưng mà quý vị khán giả hãy cẩn thận đấy. Bởi vì nếu mà tôi mà nghỉ làm ban giám khảo thì có thể tôi sẽ là thí sinh. Bởi vì chương trình này không hạn chế lứa tuổi nữa đâu nào. Thưa quý vị, và ban giám khảo hôm nay ngồi đây, các bạn thấy ba cái bàn phím màu đỏ vẫn còn hiện diện trước mặt. Có nghĩa là nếu như tiết mục nào mà cảm thấy chán quá thì chúng ta thấy có người sẽ bấm bàn phím có dấu chéo. Mà nếu ba dấu chéo đỏ mà xuất hiện thì có nghĩa là phải dừng tiết mục lại. Tuy nhiên, ban giám khảo sẽ không có được đầy đủ quyền lực như những vòng trước đây, bởi vì quyền lực này sẽ trao tặng cho chính quý vị là những người đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Quý vị yêu thích bất kỳ tiết mục nào, quý vị sẽ thể hiện quyền lực của mình bằng cách nhắn tin. Quý vị soạn số thì ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rất đơn giản, có 7 tiết mục trong chương trình hôm nay. Soạn số mấy mà quý vị yêu thích và gửi về tổng đài 6389. Và cứ như thế, chúng ta sẽ giữ lại thí sinh mà mình yêu thích vào vòng bán kết. Thưa quý vị, còn bây giờ thì tất cả đã được sẵn sàng. Quý vị cũng đang nóng lòng chờ đợi. Chúng ta cùng gặp gỡ với phần trò chuyện với thí sinh đầu tiên. Một tiết mục thể hiện nét đẹp của hình thể, sự luyện tập công phu. Gặp gỡ cùng Khiếu Hương, thí sinh mã số 1. Trước đây tôi học chuyên ngành địa lý du lịch. Trong quá trình đi học thì vô tình biết belly dance và đi học thử. Và khi tốt nghiệp đại học, mở trung tâm dạy và đam mê tới giờ luôn. Hiện tại tôi đã có gia đình được 7 năm và con gái được 6 tuổi. Trước khi đi thì cũng dặn dò con là ở nhà phải ngoan. Ở nhà thì bố không có làm được những chuyện đó, thì mẹ phải sắp xếp đồ sẵn. Con ra để tới ngày thì bố chỉ lấy cho con mà thôi. Con gái thấy thương bố thì lúc nào cũng đứng ở dưới nhìn mẹ, mẹ ơi mẹ muốn đẹp quá. Thì cả chồng con và cả gia đình chồng và gia đình tôi đều ủng hộ. Tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà không phải ai cũng có được. Thank you.
Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Belly Dance múa bụng của Khiếu Hương. Và Thanh Bạch còn nhớ trong cái vòng loại sân khấu trước đây thì Thúy Hạnh có nói là anh Huy Tuấn nếu tiết mục này vào vòng trong anh sẽ tài trợ kim cương. Tôi nhìn chả thấy kim cương đâu hết nha. Đấy là Thúy Hạnh nói chứ không phải tôi nói đâu. À, lúc đó anh làm thinh nhưng mà anh không đồng ý ạ. Xin mời nhận xét của Thúy Hạnh. Thường thường là bao giờ nói là im lặng là đồng ý. Chắc là anh Tuấn anh có tài trợ nhưng mà anh tài trợ ngầm. Chứ ai lại khoe ra mọi người nhìn như thế. Không. Ở đây nhiều người nhìn tôi nhiều khi tưởng tôi là đại gia. Tuy nhiên thì đúng là tôi cũng là đại gia thật nhưng mà là đại giả gia. Hôm nay tiết mục của bạn rất là sáng tạo. Ngắn gọn vừa đủ. Bạn có một đôi mắt biết nói làm chết người. Và tôi thấy rằng anh Huy Tuấn không rời được cái đôi mắt đó của bạn. Và mặc dù là cái khoảng không của bạn để mà bạn di chuyển thì rất là ít thôi, nhưng mà bạn lại tập trung vào cái phần sáng tạo với nước và tập trung vào cái phần bụng của bạn. Đó chính là sự thành công. Và tôi thấy tiết mục của bạn rất là gợi cảm, rất cuốn hút. Chúc mừng bạn. Xin mời giám khảo Thành Lộc ạ. Tôi rất hoan nghênh sự sáng tạo của bạn. Lần này bạn kết hợp với phần biểu diễn trên nước, hiệu ứng nước bạn làm tung tóe nó lên. Tôi cảm giác nó như là những hạt kim cương. Cho nên anh Huy Tuấn chẳng còn phải tốn tiền kim cương. Đặc biệt là bạn vẫn phô diễn được cái phần cơ bản nhất mà chúng tôi cần muốn xem. Đó là biểu diễn cái phần cơ bụng của bạn. Tôi thấy ở nhà bạn là một người vợ đảm đang. Bạn là một người mẹ rất yêu con. Nhưng trên sân khấu này tôi thấy bạn là một nữ thần. Hoan nghênh bạn. Tuyệt vời. Giám khảo Huy Tuấn ạ. Đúng là so với tiết mục lần trước mà được xem thì đây rõ ràng là một cái sự đầu tư rất là công phu. Và thực sự thì tôi không phải là chú ý vào ánh mắt đâu mà tôi chú ý vào nước. Ước gì tôi là nước. Tôi rất ấn tượng với phần trình diễn này. Xin cảm ơn bạn giám khảo. Và thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến tiết mục này, quý vị hãy bình chọn soạn tin nhắn số 1 và sau đó gửi về tổng đài 6389 để thí sinh chúng ta có cơ hội vào vòng chung kết quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay sau đây. Tôi đồng ý. Bạn có 3 sự đồng ý. Quá mừng. Đã. Không ngờ mình là được 3 sự đồng ý, nhất là sự đồng ý của chú Huy Tuấn. Ước mơ của em là sau này là làm bác sĩ. Còn ước mơ sau này của em là làm ca sĩ. Chơi beatbox thì cũng là chỉ để thỏa niềm đam mê trong người. Tôi coi em thích đi tham dự cuộc thi này là vì tính để thể hiện tài năng của mình. Thank you.
hai chàng trai mà quý vị thấy, đó là Huy Hùng và Nhật Duy. Số 1 và số 0. Xin được hỏi Nhật Duy, có bao giờ bạn phấn đấu để mình trở thành số 0 không ạ? Không bao giờ. Tại sao vậy? To quá, đi chật nhà. To quá, chật nhà. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần sáng tạo rất tuyệt vời. Mà nếu mà chúng ta không xem hình mà tắt như radio thì tưởng là từ cái máy điện tử phát ra đúng không ạ? Chứ không phải là từ DJ, chứ không phải là từ hai con người hiện diện ở đây. Xin mời giám khảo Thúy Hạnh. Tôi thấy rằng cái tiết mục lần này có bạn cái phần chào đầu vào hơi bị dài. Tức là lúc đầu thì cũng rất là có hứng khởi rồi, nhưng phần các bạn mà đãi qua đãi lại với nhau thì nó hơi dài. Và cái phần sau hai bạn làm cùng với nhau thì nó hơi ít. Và cái sao, những cái âm thanh mà các bạn phát ra lần này thì chưa ấn tượng lắm. Chưa thật sự làm cho tôi cảm thấy là phải đứng lên để nhún nhảy được. Thì tôi thích số 0 hơn số 1. Số 1 có vẻ vẫn hơi bẽn lẽn một chút. Tôi nghĩ rằng các bạn phải tập luyện với nhau nhiều hơn chút xíu nữa. Giám khảo Thành Lộc thì sao? Tôi thấy các bạn đã lựa chọn một giải pháp an toàn là các bạn làm ít tiếng động lại, chỉ gói gọn lại trong một vài tiếng động thôi, nhưng mà chủ yếu là miễn làm sao cho nó nhịp nhàng, cho nó hay là được rồi, đúng không? Và đúng là cái sự nhịp nhàng đó tôi thấy có. Đứng dậy mặt mà tìm được những cái hợp âm với nhau thì tôi thấy nó hay hơn cái lần trước. So với lần trước thì có một sự tiến bộ nữa là diễn xuất có duyên hơn rất là nhiều. Một sự kết hợp với nhau giữa hai người tạo nên sự duyên dáng, rất là ăn ý với nhau. Đó là điều mà tôi thấy các bạn đã tiến bộ và tôi thích cái phần đó. Nếu như có thể góp ý gì thêm thì tôi chỉ nói là giá mà có thêm được vài tiếng động lạ nữa thì sẽ hoàn hảo hơn. Dạ, con cảm ơn. Và giám khảo Huy Tuấn ạ. Vâng, vài tiếng động lạ đấy chính là cái tôi cần và tôi thấy thiếu ở trong tiết mục của các bạn. Nó về nhịp điệu thì nó mới chỉ dừng lại ở một cái sự hoạt náo chung chung, nó không có cái sự độc đáo ở trong nhịp điệu. Và những cái cần nhất ở trong đây là những cái âm thanh phát ra nó lạ, thì rõ ràng ở đây tôi đã nghe thấy ở đâu đó rất là nhiều rồi và tôi không ấn tượng lắm với tiết mục này. Dạ, con cảm ơn. Thưa quý vị, và nếu quý vị yêu thích tiết mục này hãy soạn số 2 và gửi về tổng đài 6389. Và quý vị cũng sẽ thắc mắc là không biết là tổng đài mở đến bao giờ. Thưa quý vị, hôm nay là chủ nhật, tổng đài sẽ mở đến 19:30 tối thứ ba. Và như vậy thì tổng đài mới dừng lại và chúng tôi sẽ tổng kết xem tiết mục nào được yêu thích nhất. Không tới nỗi run như vậy. Cô đồng ý. Chú cũng đồng ý. Chú cũng đồng ý. Con run sợ quá cho nên con bật khóc. Cháu có thể làm giám đốc hay là chủ một doanh nghiệp lớn, nhưng mà cái mơ ước cháu lại loại ra mà chỉ mơ ước là sẽ được làm ca sĩ thôi. Năm nay con 12 tuổi. Đôi khi thì con cảm giác giống như là mọi người muốn con trưởng thành hơn, nhưng mà con lại không thích như vậy. Con thích được làm trẻ con. Ước mơ sau này lớn lên của con là được trở thành ca sĩ. Âm nhạc giống như là một cái thứ gì đó để mình thể hiện bản thân mình với người khác. Con sẽ cố gắng rất nhiều để cho mọi người thấy con có sự tiến bộ hơn rất là nhiều so với vòng loại. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. Don't know what I'm fighting for. All that I say, you always say more. I
table. Turn the table. Quỳnh Long ngồi đệm đàn ở đây mà tôi nhìn không rõ, lúc ánh sáng mờ mờ tôi tưởng là nhạc sĩ Huy Tuấn, nhưng nhìn kỹ lại thì râu dài hơn. Chắc là anh Tuấn ảnh có phép thần thông nhân đôi, nhưng thật ra hay là cái thời trang của anh Tuấn đang được ngưỡng mộ. Hôm nay rất là xinh đẹp, rất là tự tin, và thấy rằng giám khảo Thành Lộc ngồi như bị điểm huyệt, không cử động, mở mắt và theo dõi rất chăm chú. Xin mời giám khảo Thành Lộc ạ. Vâng, tôi thấy ở thí sinh này có một cái ma lực khủng khiếp. Ngay từ cái vòng sơ loại đó thì tôi đã bị hút rồi. Không hiểu sao khi mà cháu bước ra sân khấu thì khi cháu cất giọng hát thì chú hoàn toàn bị hút vào cái phần diễn xuất của cháu. Cháu hát rất là có hồn. Nhìn cái vẻ bên ngoài của cháu như một nàng công chúa được nuôi trong một cái tòa lâu đài, chỉ có giác vàng và giác ngọc, nhưng khi cháu hát thì cháu hát bằng tinh thần của một nữ chiến binh. Có thể thể lực hát, giọng hát của cháu nó chưa đạt được cái độ chuẩn như một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà chú thấy cái lực nó rất là mạnh, và cái vấn đề là cái sự xuất thần từ trong trái tim của cháu nó rất là mạnh liệt. Nếu chú có thể góp ý được gì cho cháu thì chú nghĩ là cháu nên cẩn thận khi hát những cái nốt đột ngột phát âm mạnh ra, thì những cái đó nó rất dễ làm cho giọng cháu nó bị chệch với tông. Nhưng mà đối với chú Nepa tức là không thành vấn đề gì hết, và chú rất yêu cái cách hát này của cháu, rất đặc biệt, không giống ai hết, mà ca sĩ mà không giống ai mới là độc đáo. Wow, xin cảm ơn giám khảo Thành Lộc. Giám khảo Huy Tuấn thì sao? Quả thật là bài hát này nếu mà ca sĩ chuyên nghiệp cũng khá là khó để thể hiện, bởi vì nó cần một cái nội lực ở trong cái giọng hát cũng như là cái tinh thần khi trình diễn rất là nhiều. Mà cháu thì tất nhiên là giọng hát thì còn rất là nhiều cái khiếm khuyết, nhưng mà cái tinh thần cũng như là cái cảm xúc thì cháu có. Và xin mời giám khảo Thúy Hạnh. Ở đây cô cũng sẽ không bàn đến vấn đề là giọng hát của cháu, vì đương nhiên là cũng có còn nhiều khiếm khuyết, nhưng mà cháu có một cái nội lực trong giọng hát. Và quan trọng nhất là khi cháu hát ấy, thì cô như là muốn nín thở lại, vì ở cháu có một cái ma lực, có một cái sức hút làm cho cô phải chăm chú nín thở để xem cháu hát. Đấy là điều thành công cháu mang được đến cho người nghe và cảm nhận được cháu. Xin cảm ơn giám khảo Thúy Hạnh. Và thưa quý vị, nếu yêu mến thí sinh, quý vị hãy soạn số 3 và gửi về tổng đài 6389 để ủng hộ cho thí sinh chúng ta vào vòng chung kết quý vị nha. Thưa quý vị, và chúng tôi sẽ quay lại trong ít phút nữa mà thôi. Tôi đồng ý. Khi mình bước lên sân khấu của Got Talent thì mình cảm thấy tụi mình rất là tự hào. Tự hào về nhóm và tự hào về những người mà đã tập trung với mình. Trước khi thi cuộc thi Got Talent này thì đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Mà nếu mà mình vào được vòng trong thì sẽ có bài khác. Mình sẽ nhảy bài càng ngày càng hay hơn. Đã vào tới vòng này rồi, ai cũng là một đối thủ đáng kính đó. Nên ai cũng phải sợ ai. Nhưng mà mình vẫn tôn trọng đối thủ của mình. Ai thi được, ai hay được, ai làm tốt được thì người đó sẽ vinh quang.
At the count of three, I want everybody in the place to be to make some noise if you're down. Get up over here. I want to play a game. In the vicinity, I got a mecca. They know they never can give on me. Whenever they mention me, the history of a lyrical criminal. More dead than the chemical. Took my resume to say, what's up in my rhythm? I'm listening to venom. I hit them and give them a stick. I'm a tick. I'm a venom. I spit them. Something so full of vendors that everybody you want to live out with the pieces of my enemy. Cause of cannibalism. Bây giờ thì hoàn toàn hiện đại. Tôi thích âm nhạc các bạn mang vào trong phần thi ngày hôm nay. Và các bạn đúng làm cho phần đồng đội, nhóm kết hợp rất là hòa quyện với nhau. Không đặt nặng quá vấn đề là có những cái động tác khó. Nhưng mà nhìn chung tổng thể thì đây là một tiết mục ấn tượng. Xin cảm ơn và xin mời giám khảo Toàn Lộc có nhận xét về nhóm OC. Tôi nói một cách hơi bị dài dòng một chút xíu. Bình Dương, hôm nay xuất sắc hết. Để cho giám khảo nói mấy em chúc mình vỗ tay tiếp. Bản thân tôi thì tôi hơi tiếc một chút, tại vì tôi vẫn còn nhớ ở cái tiết mục trước của các bạn ấy có nhiều những cái tạo hình độc đáo hơn là tiết mục hôm nay. Hôm nay tôi không còn cảm thấy những cái động tác của các bạn nó còn sắc, nó bén như lần trước nữa. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi không cảm thấy thực sự hài lòng ở trong cái tiết mục của các bạn. Xin cảm ơn giám khảo Huy Tuấn. Thưa quý vị yêu thích tiết mục của OC, các bạn hãy soạn tin nhắn 4 và gửi về tổng đài 6389 quý vị nhé. Tên là Hoàng Duy Dũng. Hiện tại Hoàng Dũng là một sinh viên chuyên ngành của Hoàng Dũng là tin cải lương. Bắt đầu đi thi con đời đẹp thì Hoàng Dũng rất thích thu thập những cái tiếng hay, khám phá những cái mới lạ. Tôi đồng ý cho Duy Dũng. Tôi cũng đồng ý cho bạn Duy Dũng. Anh chị trong ban giám khảo đã cho Hoàng Dũng vào bán kết. Vì Hoàng Dũng rất là may mắn. Mình đứng trên sân khấu để diễn tả hết mình, những tiết mục của mình thật là đặc sắc. Để cho mọi người đấy là công nhận đàn bầu một giây
còn đặc sắc, còn đàn bầu không dây thế còn đặc sắc và mới lạ nữa. Được mời giám khảo Thúy Hạnh ạ. Thế anh nghĩ rằng là để nhường cho anh Thành Lộc nói trước, vì đây là một trong những tiết mục mà tôi cũng như là anh Huy Tuấn phải thuyết phục anh Thành Lộc rất nhiều, Thành Lộc mới để cho bạn ấy có mặt trong vòng bán kết. Tôi thấy bạn có phần trình bày hôm nay hay hơn ở cái vòng loại nhiều lắm. Đặc biệt là có sự kết hợp với dàn nhạc làm cho tôi có một cái cảm giác dễ chịu khi thưởng thức hơn. Tôi rất thích cái cách bạn giả ra tiếng đàn bầu. Tuy nhiên có một vài đoạn mà bạn bạn biểu diễn những cái kỹ thuật khác của cái cách đàn bầu á, của cách giả đàn bầu á, thì đôi khi tôi vẫn nghe ra được cái giọng của người chứ không phải giọng của tiếng đàn bầu. Khi mà bạn trở lại cái tiếng nguyên gốc á, nguyên gốc đúng của cổ điển của nó thì nó mới ra cái tiếng đàn bầu. Đó là một góp ý nhỏ nhỏ thôi. Tuy nhiên đây vẫn là một tiết mục hay của bạn. Chúc mừng. Giám khảo Huy Tuấn thì sao? Tôi thì hơi ngược lại với anh Thành Lộc chút là tôi không còn ấn tượng nhiều về tiết mục này nữa, bởi vì trong tất cả các âm thanh bạn vừa phát ra thì có tiếng đàn bầu là cái âm thanh mà cuốn hút nhất và giống nhất, còn lại tiếng guitar rồi tiếng organ ấy thì nó không giống. Mà tiếng đàn bầu thì tôi đã được nghe bạn ấy trình bày lần trước rồi, thành ra là tôi không còn ấn tượng lắm. Anh Tuấn mà không nói thì tôi không biết đó là tiếng guitar với organ thì đấy. Vâng, đúng là như vậy. Tức là cái phần của bạn, tôi nghĩ bạn hơi tham lam để đưa các cái thứ tiếng khác vào, bạn cứ tập trung vào tiếng đàn bầu thôi thì nó đã hay lắm rồi. Và trong lúc các bạn, trong lúc bạn diễn thì tôi cũng đã phải nhắc khán giả là để lại cho bạn diễn thì mọi người mới nghe được rõ cái tiếng âm thanh của bạn phát ra. Và phần tiếng của bạn hôm nay thì tôi thấy rằng là tạm ổn thôi, tức là cái tâm lý của bạn có vẻ chưa được thoải mái lắm thì phải, nên là tôi thấy bạn chưa thật sự là đưa hết 100% công lực của mình vào phần thi. Xin cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Thưa quý vị, yêu mến thí sinh của chúng ta, hãy soạn tin nhắn 5 và gửi về tổng đài 6389 quý vị nhé. Tôi là Công Đạt, năm nay mình 21 tuổi và mình đang làm tạo mẫu tóc. Mình thích nhảy từ khi em học lớp 9. Đến nghề tóc thì nó là tự tình cờ. Một người bạn giới thiệu mình qua một chỗ cửa hàng tóc. Rồi mình đến đấy và mình thích. Mình tham gia cuộc thi này cũng là một sự tình cờ. Cô
cũng một người bạn mình đăng ký thi và cũng rủ mình đi thi cùng. Và sau đó là bạn ấy không thi nữa, còn mỗi mình. Tôi đồng ý. Ba sự đồng ý. Phong cách nhảy của mình thì nó theo một kiểu là freestyle. Mình chọn phong cách nhảy này vì mình thích nó. Còn điều mơ ước là nhất của một dancer cũng được biểu diễn trên một sân khấu mà nó được tiếp nhận mình. Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi xin mời nhận xét của giám khảo Thúy Hạnh. Tôi hâm mộ bạn lắm ý. Tại vì thật sự tôi nghĩ là với một cái người mà có cái tạng người dẻo như bạn thì thuộc dạng hiếm đấy, không phải là dễ tìm đâu. Mà nhất là trong giới người mẫu mà nhìn bạn thì chắc là các bạn phải rất là hâm mộ. Tôi ấn tượng với phần trình diễn của bạn ở chỗ rằng là bạn tìm được những cái mà người khác không làm được, là những cái động tác mà có thể khoe được cái cơ thể dẻo, có thể nói rằng là rất là khó để tìm những người làm dẻo được như vậy. Nên là tôi rất là ấn tượng với phần diễn của bạn. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn giám khảo Thúy Hạnh. Và giám khảo Thành Lập thì sao ạ? Tôi thích phần âm nhạc mà bạn đã chọn, cho nên nó bổ sung thêm được cho cái tiết mục của bạn. Nó hay về mặt tư tưởng, về mặt cái chủ đề mà bạn muốn thể hiện. Động tác bạn làm vẫn rất là nhuần nhuyễn và rất là xuất sắc như lần trước bạn đã làm. Tôi đặc biệt thích cái cánh tay bạn lật ngược trở lại như thế này, rất là khó. Tuy nhiên nếu mà muốn ước mơ thêm nữa thì giá mà, lại giá mà. Những cái động tác khó của bạn nó nhiều giống như cái lần trước mà bạn ở vòng loại á. Thì những cái động tác khó nó nhiều hơn lần này. Hy vọng nếu như bạn mà có cơ hội vào chung kết, bạn sẽ phô diễn nó nhiều hơn nữa. Okay. Xin cảm ơn. Và giám khảo Huy Tuấn ạ. Hôm nay tôi còn chứng kiến thêm cái gương mặt của bạn, bạn diễn khá là tốt. Tôi thấy rất là ấn tượng với cái gương mặt của bạn. Và cái điểm mạnh nhất của bạn ở trong này thì ai cũng thấy rằng là bạn rất là dẻo. Và cái điều đặc biệt của bạn là bạn kết hợp cái sự dẻo dai của mình ở trong những cái động tác đấy vào trong cái bài hát, nó rất là hợp lý. Nó không bị quá là lạm dụng cái sự dẻo đấy của bạn, nhưng mà nó lại rất là hòa quyện vào trong cái bài của bạn. Xin cảm ơn giám khảo Huy Tuấn. Và nếu như bạn tạo mẫu tóc cho giám khảo Huy Tuấn, bạn sẽ tạo mẫu như thế nào? Nếu mà tạo mẫu tóc cho Huy Tuấn thì em không dám ạ. Em cạo râu Huy Tuấn. Đấy. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, yêu thích thí sinh của chúng ta, hãy chọn mã số 6 và gửi về tổng đài 6389 quý vị nhé. Xin đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay sau đây.
ngửa mặt lên ánh dương đầu tiên. Trước đây Linh cũng từng tham gia rất là nhiều cuộc thi, nhưng với Linh tất cả các cuộc thi đều cạnh tranh khốc liệt và Linh không thích điều đó. Linh thích có một sân chơi, thật sự là một sân chơi cho tất cả mọi người. Và Linh đã chọn Việt Nam Got Talent. Anh đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi hai tay đồng ý. Linh cũng rất vui, nhưng mà sau đó thì Linh nghĩ nhiều hơn thế. Linh nghĩ rằng phần thể hiện của mình phải thực sự là lấy được lòng của khán giả. Và Linh đang cố gắng đạt được điều đó. Đối với Linh thì vẻ bề ngoài nó là một cái đầu tiên đưa một người nghệ sĩ đến với khán giả. Điều thứ hai bắt đầu họ mới quan tâm đến giọng hát của mình, đến tài năng của mình. Linh mong rằng khi mà khán giả nhìn thấy Linh sẽ nhìn thấy Linh đẹp hơn, trưởng thành hơn và cảm nhận thấy giọng hát của Linh cũng hay hơn. Hà Nội và nhạc sĩ guitar đó là nhạc sĩ Tấn Phong, và cái chứng tỏ rằng là cái mốt thời trang của giám khảo Huy Tuấn đã lan tỏa mạnh mẽ trong giới nhạc sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu, xin mời giám khảo Huy Tuấn có nhận xét về Hoàng Khánh Linh ạ. Trước tiên là xin giới thiệu anh Thanh Phong, đây cũng là một người em không cùng cha mà khác mẹ của tôi. Và giọng hát của Hoàng Khánh Linh thì sao? Về phần trình diễn của Hoàng Khánh Linh thì thực sự là hôm nay em làm tôi rất là bất ngờ với cái sự mãnh liệt trong cái giọng hát của Linh. Bởi vì trước đây tôi nghĩ Linh chỉ có thể thể hiện những cái khúc ballad rất là ngọt ngào, bởi vì Linh có đầy đủ những cái kỹ thuật và cái khoảng vang trong cái giọng hát để thể hiện ballad. Nhưng mà hôm nay tôi hoàn toàn bất ngờ với phần trình diễn này. Xin cảm ơn giám khảo Huy Tuấn. Xin mời giám khảo Thúy Hạnh. Đúng là hôm nay Linh đã thay đổi rất là nhiều về cả phong cách cũng như là cái cách thể hiện hát của Linh. Nhưng mà đối với riêng tôi thì tôi lại thích cái hình ảnh cũ của Linh ở trong cái vòng loại sân khấu, một cái sự ngọt ngào, mong manh. Tôi lại thấy tôi dễ cảm nhận hơn là cái sự nổi loạn hôm nay Linh mang đến. Và giám khảo Thành Lập thì như thế nào? Theo tôi thì cứ nổi loạn như thế. Bởi vì Việt Nam Got Talent rất cần những người nổi loạn như thế này, để bạn có quyền làm cho mọi người thấy bạn là một người có tài năng. Tôi rất bất ngờ về những đoạn bản hát chuyển qua có một số giống như là hard rock vậy, và cái điều đó làm cho tôi rất là bất ngờ, máu lửa tôi nổi gầy lên hết cả lên. Và tôi cho rằng bạn là một trong những giọng hát xuất sắc rất hiếm hoi trong mùa Việt Nam Got Talent lần thứ hai này. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, yêu thích Hoàng Khánh Linh hãy soạn tin nhắn 7 và gửi về tổng đài 6389. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi lại 7 phần trình diễn của các thí sinh trong vòng bán kết 1 này nha.
turning table. Turning table. Thưa quý vị và các bạn, và để tiện việc nhớ lại và bình chọn cho các thí sinh của chúng tôi thì bây giờ Thanh Bạch xin mạn phép giới thiệu lại tên và mã số để quý vị bình chọn chính xác quý vị nhé. Thưa quý vị, Nguyễn Công Đạt, nhà tạo mẫu tóc đến từ Hà Nội, mã số 6. Thưa quý vị và cặp đôi một to một nhỏ, Huy Hùng, Nhật Duy, mã số 2. Tiếp theo là Khiếu Hương, mã số 1. Lê Hoàng Ngọc Ánh, mã số 3. Hoàng Khánh Linh, mã số 7. Hoàng Duy Dũng, mã số 5. Và nhóm Oxy, mã số 4. Chúng tôi xin được cảm ơn giám khảo Thành Lộc, giám khảo Huy Tuấn và giám khảo Thúy Hạnh. Thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ thứ 3, tức là ngày 5 tháng 2 trên kênh VTV2 để công bố kết quả bán kết 1. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.